kế hoạch làm lại toàn bộ kỹ năng của Linus và Darcy. Lượt trước, có tổng cộng 4 vị tướng được làm lại bộ kỹ năng. Gồm có Murad, Linus, Darcy, Bandung, Seniel. Murad đã được cập nhật vào bản chính thức và trở thành tướng khá mạnh. Sắp tới còn tăng sức mạnh nữa để có thể thống trị meta mùa 23. Nhưng khi mình vào check lại, thì Darcy và Linus đã chuyển về kỹ năng như cũ, xóa toàn bộ kế hoạch làm lại tướng. Darcy được trả lại chiêu 1, không bị chọn làm mục tiêu, còn Linus được trả lại tăng tốc chạy khi vào bụi, điều mà đã bị xóa ở lần chỉnh sửa trước. Thật may là Seniel vẫn còn giữ được anti đi theo đồng đội và được một lớp sáp siêu dày. Và Ban luôn vẫn giữ được anti mới, ném là chỉ có chúng, nhưng cũng có lúc trượt và tầm chiêu cuối cũng giảm đi. Bạn thấy thế nào về việc hủy kế hoạch làm lại kỹ năng của Linus và Darcy?